Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình lại đi dùng chiếc xe công lông này. Chiếc xe công lông này hôm nay sẽ chở cát vàng để công trình xây dựng trong thôn xóm. Đây là chiếc xe công lông đá trước, cửa đá trước. Chiếc xe công lông này thì được dựng lên với giá thành là 55 triệu nha các bác nhé. Tụi em những chiếc xe như này thì rất là chắc chắn, taxi vô cùng dày, đấy là hoàn toàn mới, với giá thành là 55 triệu. Hôm nay thì hai chiếc xe công lông và sẽ chở đá và cát vàng xây dựng ở trong thôn xóm. Có vẻ như các bạn rất thích xem những chiếc xe công lông chở đá. Ở video nào thì có các cái chiếc xe công lông chở đá thì các bạn hưởng ứng rất đông.
bạn hãy cùng với tôi đi đến công trình để chứng kiến những pha đổ ven vô cùng đẹp mắt nhé. Rất cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách ấn nút vào nút đăng ký kênh, share lên các trang mạng xã hội, like và comment nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Mình sẽ kết thúc video đây nhé. Video khá là dài rồi.